眠い時どうしますかすぐ寝ます。やみのときどこへ行きますかふるさとへ帰ります。やみのときどこへ行きますか休みのときの時図書館へ行きます。

Khi không có tiền thì làm thế nào? Khi không có tiền, tôi sẽ mượn tiền gia đình. Khi không có tiền thì làm thế nào? ]何も食べません. Tôi sẽ không ăn gì cả. Khi bị sốt bạn sẽ làm thế nào? Khi có sốt, tôi sẽ uống thuốc. Khi bị sốt, tôi sẽ uống thuốc. Khi bị sốt, bạn sẽ làm thế nào? ]早く寝ます. Tôi sẽ đi ngủ sớm. Khi ăn cơm thì sẽ nói gì? Itadakimasu to Sẽ nói là Itadakimasu. Khi ăn cơm thì sẽ nói gì?

Bạn đã đến Nhật lúc bao nhiêu tuổi? 21歳の時です Lúc tôi 21 tuổi Năm歳の時に日本へ来ましたか? Bạn đã đến Nhật lúc bao nhiêu tuổi? 28歳の時です Lúc tôi 28 tuổi Khi kết thúc công việc thì sẽ nói gì? Otsukare sama desuと言います 仕事が終わったとき何と言いますかお疲れ様でしたと言います。ボタンを押すとどうなりますかボタンを押すと切符が出ます。

Nếu đến tháng 4 thì trời sẽ thế nào? 4がつになるとさくらがきれいになります。Đến tháng 4 thì hoa anh đào sẽ rất đẹp. ここに触るとどうなりますか? Nếu chạm vào chỗ này thì sẽ thế nào? Nếu chạm vào chỗ đó thì nước sẽ chảy ra. ここに触るとどうなりますか? Nếu chạm vào chỗ này thì sẽ thế nào? Nếu chạm vào chỗ đó thì điện sẽ sáng. Xin lỗi, ở đây có cửa hàng tiện lợi nào không? Nếu rẽ trái ở đèn tín hiệu giao thông thì sẽ có cửa hàng tiện lợi. Xin lỗi, ở đây có cửa hàng tiện lợi nào không?

Băng qua cây cầu kia, đi thẳng, thì sẽ thấy có đấy. 熱い時どうする? Khi trời nóng, thì làm thế nào? Tôi sẽ bật máy điều hòa. 熱い時どうする? Khi trời nóng, thì làm thế nào? Tôi sẽ uống Coca-Cola khi buồn ngủ thì bạn làm thế nào コーヒーを飲みます tôi uống cà phê khi buồn ngủ thì bạn làm thế nào すぐ寝ます tôi sẽ lập tức đi ngủ 休みの時どこへ行く? vào ngày nghỉ thì bạn sẽ đi đâu tôi sẽ về quê

Khi rảnh rỗi, tôi gọi điện cho bạn bè. お金がない時どうする? Khi không có tiền thì làm thế nào? Khi không có tiền, tôi sẽ mượn tiền gia đình. お金がない時どうする? Khi không có tiền thì làm thế nào? 何も食べません. Tôi sẽ không ăn gì cả. ]熱がある時どうする? Khi bị sốt, bạn sẽ làm thế nào? 熱があるとき、薬を飲みます。日々ート熱があるとき、どうする日々ト早く寝ます。ご飯食べるとき、んて言ういただきますと言います。ご飯食べるとき、んて言う

bạn đã đến Nhật lúc bao nhiêu tuổi? 21歳の時です. Lúc tôi 21 tuổi. 何歳の時に日本へ来た? Bạn đã đến Nhật lúc bao nhiêu tuổi? 28歳の時です. Lúc tôi 28 tuổi. 仕事が終わった時なんて言う? Khi kết thúc công việc thì sẽ nói gì? お疲れ様ですと言います sẽ nói là Otsukare sama desu. Khi kết thúc công việc thì sẽ nói gì? Otsukare sama deshita to iimasu. Sẽ nói là Otsukare sama deshita. Botan o osu to dou naru? Nếu ấn nút thì sẽ thế nào? Botan o osu to kippu ga demasu. Nếu ấn nút thì vé sẽ ra. ボタンを押すとどうなるボタンを押すと、お釣りが出ます4月になるとどうなる4月になると暖かくなります4月になるとどうなる nếu đến tháng tư thì trời sẽ thế nào? Đến tháng tư thì hoa anh đào sẽ rất đẹp. ここに触るとどうなる? Nếu chạm vào chỗ này thì sẽ thế nào? Nếu chạm vào chỗ đó thì nước sẽ chảy ra. ここに触るとどうなる? Nếu chạm vào chỗ này thì sẽ thế nào?

Nếu dễ phải ở góc đằng kia thì sẽ có đấy. Eki wa doko? Xin lỗi, nhà ga ở đâu vậy? Ano kousaten wa watatte hidari ni arimasu. Băng qua ngã tư kia thì có ở bên trái. Eki wa doko? Xin lỗi, nhà ga ở đâu vậy? Ano hashi wo watatte massugu iku to arimasu. Băng qua cây cầu kia đi thẳng thì sẽ thấy có đấy.